Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế hạt xốp một màu bên mình nhá. Đây là màu vàng nhá, gồm có ghế lớn XL này và đôn nhá các bạn. Thì các bạn ngoài size L thì các bạn có thể đặt size XL là size to nhá các bạn. Cái này các bạn có khóa tháo ra giật được nhá. Và bên trong là có xốp đầy đủ nhá các bạn. Còn có một đôn nhá, các bạn muốn mua gối kèm cũng được nhá. Nhưng mà đôn này thì các bạn chỉ đặt đôn và ghế lớn thôi, thì mình tiện mình làm video ra quay cho các bạn nhá. Cái này thì các bạn có thể đặt màu sắc theo yêu cầu nhá các bạn. Đấy, thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn nha.